Tin Việt Computer xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ tạo dáng bonsai hoa 10 giờ và trồng vào một cái chậu hoa làm từ hai cái chai nhựa như vậy. Mọi người cùng theo dõi xem cái chậu hoa mình làm có đẹp không nha. Như vậy là mình đã tạo xong cái chậu hoa rồi ha. Bây giờ mình để cho nó khô. Giờ mình đi chuẩn bị cắt hoa bây giờ để vô trồng, tạo dáng mà trồng vô cái chậu này nha. Đây là hoa bây giờ mình trồng ở lan can trong những cái ly rất là nhỏ nhưng mà nó rất là tốt và nở bông rất là đẹp nè nha mọi người. Mình chỉ cắt những cái nhánh hoa bây giờ ở này nè. Bây giờ mình tạo dáng bonsai cho nó nha. Thank you.
Như vậy sau 1 tháng mình trồng và chăm sóc thì mình đã có một cái chậu bonsai hôm bao giờ nở bông rất là to và rất là đẹp. Mọi người cùng theo dõi, cùng chiêm ngưỡng nha. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất và hay hơn nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.